Quý vị đang đi lại khó khăn vì các xương khớp của quý vị đang bị đau nhức do mất chất nhờn giữa các khớp xương sẽ làm cho việc đi lại của quý vị hết sức khó khăn. Chính vì vậy, dược thảo Axo 7 sẽ giúp cho quý vị không còn đau nhức hoặc gặp khó khăn mỗi khi đi lại. Thưa quý vị, Axo 7 là một dược thảo giúp giảm đau nhức khớp xương, bồi bổ tái tạo sụn và chất nhờn cho khớp xương, thúc đẩy sự vận động linh hoạt, chống viêm và chống thoái hóa khớp xương. Thuốc Axo 7 nó chuyên trị những cái vấn đề mà đau nhức về xương khớp. Đó, thì anh nghĩ rằng là cái dược thảo á, thứ nhất á, là nó không có những cái side effect. Thứ gì nữa là mình dùng á, thì mình cũng không có bị những cái coi như là biến chứng khác. Cho nên anh mạnh dạn anh dùng. Hãy gọi ngay chúng tôi hôm nay, điện thoại 714-898-1234, 714-898-1234.